sẽ bôi gel, gel vào đây và gel dẫn điện. Cách mình sẽ làm vị trí nào và bôi vị trí nào thì mình bôi vào vị trí đó, hoặc mình có thể bôi ở trên cái tay cầm nha, bôi tay cầm đi. Thì bước 1 là mình sẽ đã thông kinh lạc, giãn cơ, nghĩa là những cái cơ mệt mỏi nó sẽ được giãn và lưu thông máu, lưu thông từng hoàn máu tốt hơn. Đây mình cầm sang là cho nó tiện, nó khỏi vướng dây rồi. Mình sẽ đi bằng cách tròn, mình có thoa gel nè, vừa thoa gel trên lưng và vừa thoa gel trên đây là để nó chạy nó nhanh hơn. Mình sẽ đi tròn từ trong ra ngoài, mình sẽ tập trung đi tới vùng vai, sau đó đi thẳng hết cái vùng. Mình đang sử dụng cho cái vùng vai cho nên mình sẽ tập trung trên vùng đây ha. Còn mọi người nếu mà làm thì mình đau giãn thì mình có thể kéo xuống ở phía dưới. Cái cách đi là mình sẽ xoay từ trong ra ngoài giống như massage đó các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đi theo kiểu trượt ha, kiểu trượt qua hai bên. Nếu nó có vùng gel thì các bạn đi rất là đơn giản. Thì mình có thể là mình sẽ sử dụng thêm hồng ngoại ha, để nó giúp tác động. Ok ha. Đây, thường là mình sẽ kết hợp đi hồng ngoại với xung điện luôn. Mình sẽ tán rộng ra vùng vai, sẽ đi đều khắp. Cái bước đầu tiên là mình sẽ đi đều trước ạ. Và bắt đầu là cái bước thứ hai á, là mình sẽ tập trung các điểm đau. Cho nên trước đó là mình phải tư vấn khách á, là để mình hỏi những điểm đau nào á. Bắt đầu mình sẽ tập trung, tập trung bằng cách là mình xoay đều ha, xoay tập trung tại các điểm đau. Mình sẽ đi tập trung các điểm đau đây, đặc biệt là những cái vùng này nè, giống như đi cách massage như vậy, giống như đi theo cách massage. Mình đi massage sao thì mình đi vậy thôi. Đi ra bả vai nè, rồi sau đó quằn, rồi đi lại, quằn đi lại. Chủ yếu là hướng đi ra, chủ yếu hướng đi ra. Các bạn đi chậm là một xíu ha, mình đi nhanh để bởi vì da mình quay thôi. Chứ còn các bạn khi thực hiện liệu trình, các bạn sẽ đi chậm hơn mình một xíu, kiểu đi kiểu thế này, từ từ nó cái sóng đó, nó mới hết được, nó vào hết được. Mình đi nhanh quá có nghĩa là cái mức năng lượng sống đó nó không đạt với cái nhu cầu ban đầu của mình chọn ha. Tập trung những cái điểm đau này, những cái đây là thường đừng mỏi cơ đó. Rồi đây là cách đi của cái xung điện kết hợp với hồng ngoại nha. Bắt đầu là mình sẽ sau khi sử dụng xung, mình sẽ dùng cái dao cắt để mình sẽ đi những cái vùng nông hơn ha. Hồi nãy là đi sâu, bây giờ mình sẽ đi nông hơn đó. Trước khi đi nhớ là các bạn phải bôi gel vô cái miếng này nha, cái miếng tiếp điện ha. Mình phải bôi gel vô cái miếng này và mình sẽ thoa gel ở trên cái này ha. Trên cái các vùng đi, giống như mình đi cái vùng này nè. Thường thường nè, những cái này thì sử dụng cho các điểm đấy nè, cái điểm này nè. Mình sẽ chải, mình sẽ kết. Mình có thể đi những cái điểm như sau, tùy nhé ha, tùy cái cách thôi, tùy cái cách và cái cơ thể người nữa, có người to và người nhỏ nữa, cho nên mình chọn những cái điểm tiếp á cho nó phù hợp là được đó. Cái cách đi của bàn chải là như vậy, cách đi của cái dao cắt là như vậy. Đây là dao cắt. Rồi, mình có thể đi đứng hoặc mình đi dọc theo cái kia này đều được ha, tùy cái cách sử dụng của mình thôi. Theo là mình sẽ sử dụng cái đầu giác hơi nha các bạn. Nếu sử dụng đầu cái giác hơi này giống như là kiểu là thải độc tố đó, cơ thể mệt mỏi có nhiều độc tố thì mình thải, mình sẽ giác hơi. Thì mình sẽ tương tự là mình sẽ đi cái bước này, mình sẽ sử dụng lực hút khoảng 0.3 giây thôi là được rồi, và lực nhả là 0.1 giây. Có nghĩa khi mình kéo mình phải đợi nhả mới kéo nha. Hút nhả, hút nhả, hút nhả, hút nhả. Khi nhả là mình mới dở cái lần ra đó. Ví dụ như mình đi nè, hút nhả, 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 hút nhả.
khúc nhã đó, khi mình dở là mình phải đợi cái nhã thì mình mới lấy ra được đó, tùy ha. Rồi cái cách đi là như vậy đó, mình sẽ đi nhiều đường vào là được. Những cái vùng mà có thịt đó, nó mình sẽ thấy cái lực hút này đó. Như cỡ thôi là được rồi, tùy ha, tùy cơ địa mình lấy lực hút nhiều hơn. Nhưng mà mình nghĩ là 0.3 giây với kết hợp 0.1 giây là ok. Được rồi đó. Bước cuối cùng là mình sẽ đã thông tin lại toàn bộ cái vùng mình cần. Và mình mới giúp sang cơ ha, và thải cái mỡ luôn ha. Thải mỡ luôn. Mình đi ha. Trước khi đi đặc biệt là cái đây phải có gel nha các bạn. Phải có gel ha. Chứ không là nếu mà không có gel thì nó sẽ tác động trên bề mặt á, nó dễ bị phỏng. Còn có gel là sẽ dẫn luôn. Tùy cách đi mình có thể đi kéo dài xuống. Còn đây là mình đi nửa lưng thôi, mình có thể đi nửa lưng là mình có thể đi vài. Còn nếu mà đi kéo dài thì các bạn kéo xuống, kéo xuống tương tự, kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống, giống như khách xe đó các bạn. Nhưng mà các bạn đi sẽ chậm hơn, đi chậm kiểu vậy nè. Đó là để cái thời gian tác động nó có để đi chậm vậy thôi, chậm. Còn mình kéo nhanh là đối với những người da mỏng. Còn mấy cái khu vực đây mình vẫn đi như kiểu vậy, mấy khu vực vai nè, cổ rồi nè, cổ là người ta đang ấp mạch xuống, những cái tâm thế là người ta đang thoải mái rồi được nè. Rồi cái vùng lưng này, vùng lưng đi hết lưng luôn là mình đi như vậy. Rồi bắt đầu mình sẽ tập trung, mình sẽ đi những cái đường quan trọng, những điểm quan trọng. Thường thường là mình tập trung nửa lưng nè, hay đau nửa lưng nè. Đi chậm lại ha, đi chậm lại, đi chậm lại. Vùng eo thì mình cũng vẫn đi được ha, vùng eo. Mình có thể kéo nè, kéo vô trong, kéo ra, kéo hai bên, tương tự ha, kéo bên kia cũng vậy. Những cái kiểu giống như những người mỡ nhiều á, mình sẽ giảm mỡ luôn. Cái cách đi là như vậy ha, cách đi những kiểu đây kiểu như đi dọc thì mình thẳng này. Thì cái bước cuối cùng là mình lau sạch ha, lau sạch gel. Mình có thể sử dụng khăn nào cũng được, giấy cũng được ha. Mình chỉ cần lau sạch là được, lau sạch cái phần gel đi. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái khăn ống để lau lại nha, lau lại cho khách nha. Mình đây là mình lau khăn khô trước á, để làm sạch vết gel á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.